Hot News Showbiz. Top 8 phim của thần tiên tỷ tỷ Vương Sở Nhiên. Vương Sở Nhiên sinh năm 1999 tại Thượng Hải. Nữ diễn viên tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải và gia nhập vào công ty giải trí Kim Điến Ảnh Thị. Ngoài diễn xuất, Vương Sở Nhiên còn biết ca hát, khiêu vũ, chơi ukulele và nhiều nhạc cụ khác. Vương Sở Nhiên được mệnh danh là Tiểu Lưu Diệc Phi hay Thần Tiên Tỷ Tỷ vì có vẻ ngoài giống đàn chị Lưu Diệc Phi. Cô nàng còn được giới truyền thông đánh giá là tiểu hoa đán xinh đẹp nhất trong lứa diễn viên sinh sau năm 1995. Tướng Quân Tại Thượng 2017. Tướng Quân Tại Thượng là bộ phim ngôn tình giả tưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới của Quất Hoa Tán Lý. Bộ phim xoay quanh cuộc hôn nhân gượng ép giữa Diệp Chiêu và Triệu Ngọc Cẩn. Diệp Chiêu là nữ tướng quân nắm trong tay hàng vạn binh sĩ. Thân là nữ nhi nhưng Diệp Chiêu lại có tính cách kiên cường, mạnh mẽ. Trong khi đó, phu quân của nàng là vương gia Triệu Ngọc Cẩn lại ẻo lả, chỉ biết mỗi việc ca hát, nhảy múa. Người ngang tàng, mạnh mẽ chung nhà với người mềm mại, ngang bướng đã xảy ra vô số tình huống cười ra nước mắt. Cuối cùng, trải qua nhiều việc, hai con người ở hai thái cực này đã xích lại gần nhau hơn. Dù là phim cổ trang nhưng cốt truyện của Tướng Quân Tại Thượng lại khá mới mẻ. Từ bối cảnh, tình tiết, các nhân vật đến lời thoại trong phim đều có tư tưởng khá hiện đại. Trong phim, Vương Sở Nhiên đóng vai Liễu Tích Âm, là em họ của Diệp Chiêu. Liễu Tích Âm đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với nhan sắc dịu dàng và mềm mại. Nhờ vai diễn này mà Vương Sở Nhiên có biệt danh là em họ quốc dân của màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài ra, cô còn thể hiện hai ca khúc chính của phim là Âm Tứ và Phúc Thủy. Yến Vân Đài 2020. Yến Vân Đài là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tưởng Thắng Nam. Quy tụ hai ngôi sao nổi tiếng Đường Yên và Sa Thi Mạn, dự án Yến Vân Đài được mong đợi ngay từ khi bấm máy. Yến Vân Đài kể về cuộc đời thăng trầm của Thái hậu Tiêu Yến Yến Đường Yên. Tiêu Yến Yến là cô gái xinh đẹp xuất thân từ bộ tộc Du Mục. Nàng và Thanh Mai Trúc Mã Hàn Đức Nhượng Đậu Kiêu đã đem lòng yêu nhau. Tuy nhiên, biến cố ập đến, Yến Yến được sắp đặt phải gả cho vua Lưu Cảnh Tông. Từ là người yêu, Tiêu Yến Yến và Hàn Đức Nhượng trở thành mối quan hệ hoàng hậu quần thần. Hàn Đức Nhượng vẫn một lòng với Yến Yến và giúp nàng gây dựng vương triều. Sau khi vua mất, Yến Yến đưa con trai lên kế ngôi và trở thành hoàng hậu. Lúc cuối đời, nàng giữ nguyên lời hẹn ước khi xưa và tái giá với Hàn Đức Nhượng. Dù bị quần thần phản đối, người đời gièm pha nhưng họ vẫn nối lại duyên xưa, minh chứng cho một tình yêu sâu đậm. Trong phim, Vương Sở Nhiên đảm nhiệm vai Tiểu Tam Ngọc Tiêu. Đây là vai diễn có tâm lý phức tạp. Phân đoạn mặc váy trắng múa dưới cơn mưa hoa của Ngọc Tiêu được ví như thần tiên tỷ tỷ. Nhiều khán giả còn cho rằng vẻ đẹp của Vương Sở Nhiên thậm chí còn lấn át cả nữ chính Đường Yên. Xin chào mẫu thân đại nhân 2021. Xin chào mẫu thân đại nhân được cải biên từ tiểu thuyết Trên Mây, 99 điều nhỏ bé cùng mẹ. Phim xoay quanh câu chuyện về người mẹ đơn thân Đinh Bích Vân Đồng Khiết và con trai Đinh Hiểu Quân Doãn Phường. Đinh Bích Vân sau khi ly hôn người chồng mê cờ bạc đã một mình vất vả nuôi con khôn lớn. 18 tuổi, Hiểu Quân đậu vào trường đại học tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, anh luôn phải chịu đựng sự chế giễu từ bạn bè vì là người tỉnh lẻ. Từ đó, cậu bắt đầu ăn chơi, nổi loạn. Nhận được cảnh báo có thể sẽ không tốt nghiệp, Hiểu Quân mới bắt đầu tỉnh ngộ và nghiêm túc học tập trở lại. Sau đó, cậu làm việc, bị lừa và bị bỏ rơi tại Nhật Bản trong nhiều tháng. Cuối cùng, Hiểu Quân mới hiểu được tất cả những khó khăn mà mẹ mình đã gánh chịu trong suốt nhiều năm. Cậu quay trở lại Bắc Kinh bắt đầu lại sự nghiệp. Tưởng chừng mọi thứ đã suôn sẻ thì cậu nhận được tin mẹ mắc bệnh ung thư. Từ đó, Hiểu Quân mới hiểu được tình thương lớn lao mẹ dành cho mình. Hai mẹ con đã trải qua quãng thời gian chống lại bệnh vô cùng ấm áp và cảm động. Đạo diễn hy vọng, thông qua bộ phim này, mọi người sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian tốt đẹp bên gia đình. Trong Xin Chào Mẫu Thân Đại Nhân, Vương Sở Nhiên đóng vai Dư Nhã, người con gái mà Hiểu Quân yêu sâu đậm trong những năm tháng đại học. Thanh Bình Nhạc 2021. Bộ phim lấy bối cảnh thời Bắc Tống, kể về Hoàng đế Triệu Trinh phát hiện mình không phải là con của Thái hậu. Ông là con của một tỳ nữ bên cạnh Thái hậu nhưng được Thái hậu nhận nuôi với mục đích kế thừa ngai vàng. Sau khi biết chuyện, để trả ơn, ông đã gả con gái của mình là công chúa Triệu Huy Nhu cho Lý Vĩ. Chớ trêu thay,
công chúa Huy Nhu lại có tình cảm sâu đậm với hoạn quan kề cận là Lương Hoài Cát. Ngày công chúa lên kiệu hoa cũng chính là sự bắt đầu cho hàng loạt bi kịch trong cuộc đời họ. Dù gả cho Lý Gia nhưng trái tim công chúa vẫn một lòng hướng về Hoài Cát. Nàng bất chấp mọi thứ để được trở về bên người mình yêu. Việc này khiến cho triều thần và công chúng chỉ trích, hoàng đế và hoàng hậu phải rơi vào khó xử giữa quốc gia đại sự với tình thân. Trong phim, Vương Sở Nhiên đóng vai Quý Phi Trương Bi Hàm. Trương Quý Phi là mỹ nhân mà hoàng đế Triệu Trinh sủng ái nhất trong dàn thê thiếp. Nàng cũng chính là đối thủ lớn nhất của Tào Hoàng hậu. Thanh Bình Nhạc khởi đầu với số điểm ấn tượng 8.1 trên Douban. Phim cũng nhận được vô số lời khen từ truyền thông và khán giả về diễn xuất của các diễn viên, âm nhạc, hình ảnh. Thượng Thực 2022. Thượng Thực lấy bối cảnh Triều Minh vào năm Vĩnh Lạc thứ 19. Hoàng cung tổ chức cuộc thi tuyển chọn các cung nữ có tài nấu nướng để phụ trách việc nấu ăn cho hoàng đế và hoàng hậu. Diệp Tử Khâm được chọn vào cung Thượng Thực, nhưng nàng lại là người vô tư vô lo, làm việc qua loa. Trong Thượng Thực cung, nàng tình cờ quen biết và kết thân với thiên tài ẩm thực Tô Nguyệt Hoa cùng Lạc Tinh Kiều. Ba người có chung niềm đam mê ẩm thực đã cùng nhau sáng tạo nên những món ăn mới lạ. Bộ phim còn kể về mối tình đẹp giữa Diệp Tử Khâm và hoàng tử Chu Chiêm Cơ. Đồng thời, phim khắc họa bức tranh về đời sống đầy áp tình thân, tình bạn, tình yêu và tình người trong triều. Trong phim, Vương Sở Nhiên vào vai Tô Nguyệt Hoa. Nàng xuất thân từ gia đình có truyền thống ẩm thực nổi tiếng nhưng bị mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ. Trải qua nhiều biến cố, Nguyệt Hoa ôm lòng thù hận và đứng về phe đối lập với mẹ mình. Khói lửa nhân gian của tôi 2023. Khói lửa nhân gian của tôi là bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm về đề tài bác sĩ, cứu hỏa. Nội dung phim xoay quanh chàng lính cứu hỏa Tống Diệm Dương Dương và nữ bác sĩ Hứa Thấm Vương Sở Nhiên. Hứa Thấm mồ côi từ nhỏ và được nhà họ Mạnh nhận làm con. Vì biết ơn và không muốn làm phiền họ, Hứa Thấm luôn sống lặng lẽ. Cô không dám sống thật với mong muốn của chính mình. Trái ngược với Hứa Thấm, Tống Diệm lại là chàng trai nhiệt huyết, có lý tưởng sống. Sự xuất hiện của Tống Diệm tiếp thêm động lực và ước mơ cho Hứa Thấm. Từ đó, cô dần là chính mình, mạnh mẽ và sống có lý tưởng hơn. Những lần vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ trong nghề đã giúp họ hiểu nhau hơn và nảy sinh tình cảm. Nghe nói em thích tôi 2023. Nghe nói em thích tôi là bộ phim mới của Vương Sở Nhiên đóng, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cát Tường Dạ. Ngay từ khi vừa ra mắt, dự án này đã gây sự chú ý từ giới truyền thông và khán giả vì sự góp mặt của tiểu hoa đán Vương Sở Nhiên. Trong phim, Vương Sở Nhiên vào vai Nguyễn Lưu Tranh. Sau 7 năm xa cách, Lưu Tranh trở về quê hương và làm bác sĩ thực tập tại một bệnh viện địa phương. Cô đã gặp lại chồng cũ Ninh Chí Khiêm Bành Quán Anh và đối diện với những tổn thương khó lành trong quá khứ. Chí Khiêm đã tạo mọi cơ hội để bù đắp và xoa dịu những vết thương lòng của vợ cũ. Lần gặp gỡ này đã mang đến nhiều điều khó xử. Nhưng đây cũng chính là cơ hội để hai người vượt qua mọi rào cản, chữa lành tình cảm đã bỏ lỡ. Ngọc Cốt Giao 2023. Ngọc Cốt Giao được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chu Nhan của Thương Nguyệt. Nội dung xoay quanh mối chuyện tình đầy sóng gió giữa thái tử Không Tăng thời Ảnh Tiêu Chiến đóng và quận chúa Xích Tộc Chu Nhan Nhậm Mẫn. Mẹ của thời Ảnh là hoàng hậu Không Tăng bị đổ tội oan, do đó anh bị đày đến núi ở tu luyện. Tại đây anh gặp quận chúa Chu Nhan của Xích Tộc, hai người trở thành thầy trò. Thế tử lạnh lùng, cao ngạo từ từ bị sự lanh lợi, tinh nghịch của tiểu quận chúa cảm hóa. Tuy hai người có tình cảm cho nhau, vai vế thầy trò khiến cả hai khó tiến thêm bước nữa. Sau đó, duyên nợ lại khiến cả hai đứng ở hai bên chiến tuyến, gặp lại nhau trong vai trò kẻ thù. Trong phim Ngọc Cốt Giao, Vương Sở Nhiên đóng vai Bạch Tuyết Lộ, được mô tả là người bạch tộc, dáng điệu uyển chuyển, nhan sắc mỹ miều, trời sinh tính tình thông minh lanh lợi, kiêu ngạo như tuyết như sương. Chỉ đóng vai phụ nhưng cô lại được quan tâm do danh tiếng tăng vọt hậu phim Nghe Nói Em Thích Tôi. Sinh năm 1999 nhưng có thể nói Vương Sở Nhiên đã có sự nghiệp thăng hoa và được nhiều người biết đến. Đi lên bằng diễn xuất thực lực cùng ngoại hình xuất sắc, người đẹp 24 tuổi đã dần chứng minh được tài năng của mình. Hy vọng khi theo dõi những bộ phim của Vương Sở Nhiên, bạn sẽ thêm yêu mến nữ diễn viên xinh đẹp này.
Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé.